Món bánh của em rất là đơn giản, thì em làm xong rồi còn thừa một ít thì em lại ngâm thêm ít gạo nữa. Em gạo em cho ngâm một nồi, ngâm một ít gạo để cho nó đủ lá rau, thừa chục lá. Em vẫn làm thêm được mấy cái bánh mini nữa. Cái mini này một cái lá là làm được, thì mình tính một cái lá là làm được một cái bánh con con. Đấy. Như là đỗ mình đã ngâm này, là bánh chưng to, bánh chưng to, bánh chưng nhỏ đó, bánh chưng nhỏ đó. Thịt thì mọi người không nên lấy thịt nó nạc quá nhé mọi người nhé, nó chỉ có tí mỡ thì là khi mà mình luộc dừa lên đấy, nó mềm bánh chưng ra thì cái thịt mỡ nó tan chảy ra, cái nước mỡ hòa tan vào cái miếng mình bánh chưng á, và gạo nếp thì nó sẽ ngon hơn, ăn nó mềm mại hơn nhé. Tích tắc đồng hồ đang trôi, Tết đến còn vài ngày thôi, lũ bạn đã kéo nhau đi về rồi. Phố xa những ngày năm cuối. Đây nhá, một cái que này, một cái que tầm này thôi nhá. Mình làm bánh bé nên mình chỉ cần cái que nhỏ nhỏ thôi. Đấy, cầm như này thôi là cắt. Đây nhá. Làm được một cái. Đây nha mọi người. Số lá nó sẽ có một bên to và một bên nhỏ này. Bên này bao giờ nó cũng sẽ to hơn bên này, nên là mình sẽ gấp đôi ra. Chia đôi ra, sống ra thì mình sẽ vuốt. Nếu mà người quen thì mình sẽ gấp cửa khác. Đây nha, mọi người nhìn thấy không? Nó sẽ là một cái mép mép này đều thôi. Đây, cầm tay ấn, ngón tay cái ấn. Thì nó sẽ như này. Rồi sau đó cầm cái que này vào. Rồi mình ướp thôi chứ không cần phải cắt phải chuẩn quá đấy. Vì quần chuẩn cá quá là có rồi tầm thôi. Rồi như này. Rất thân đôi đã ra. Còn những cái này thì mình sẽ lót này. Lót bánh bên trong cho nó chắc, càng dày thì luộc càng lâu. Đây là mỏng mỏng thôi nhưng mà phải chắc chắn nhé, mỏng mà lại không, mà lại lỏng quá là lại không thể nào mà nó chặt được cái bánh mà không chín được đâu, nó sẽ bị bung ra hết, lòi hết. Khi mà hạt gạo nếp nó nở nó bung hết. Cắt như này thôi. Bốn cái lá này là được đấy, bốn cái lá này là được một bánh. Chắc chỗ tầm này mình làm được. Thôi tạm thời thì mình cắt thêm thế nó thế lá nữa là được làm hàng. Mình còn nhiều dạng đấy, mình gói theo kiểu miền Bắc truyền thống, miền Bắc không gói bánh tét kiểu miền Nam hay là gói kiểu Cao Bằng. Em còn ứng được phải nhưng bạn nhìn nó sẽ cạch một cái này, bước một cái là được. Có cái que đâu rồi, đây là que này rồi. Mình nhìn nhé. Đủ bốn lá, tám lá. Bây giờ mọi người cầm như này, đây. Nhúng nó xuống, nhúng. Đấy. Mọi người cầm như này này, là nó sẽ đẹp. Muốn vuông hay không á, cái mọi người phải căn cái góc vuông này, góc cạnh này. Sau đó thì mọi người gấp ở bên trong, gấp ở bên trong.
niết. Rồi để tạm một cái kéo rồi đã, tạm thời một kéo rồi gấp xem lá thứ hai. Lá thứ hai là nó cũng tương tự như vậy. Đó. Cắt đo thì nó cũng như nhau rồi nên là mình uốn dễ. Đây nha mọi người nhé. Ghép nó vào nhau. Nói chung làm này nó cũng dễ ợt nhưng mà nó có khó gì đâu. Chẳng qua mọi người chẳng làm thì nó thấy nó khó nhưng mà làm nó cũng dễ ợt nhưng mà nó bên nào góc bên nào cũng dễ. Vuông này vuông hay không thì mình đo cái cây, cái que để mà mình làm khuôn đá. Người ấy không vuông nó cũng không ra được mà khuôn đá nhỏ mắt đang hình chữ vuông thành chữ nhật thành sáu. Đây nhá, đây mọi người cầm như này ấy, khép nó vào nhau tạo thành một cái góc vuông. Sau đó thì mọi người cuốn như cái này. Cuốn thì làm sao để cho cái bánh đẹp, khi nó lên hình nó sẽ đẹp hơn. Lại thêm một hình tam giác vào bên trong nữa nhé. Ghép vào là được thôi. Còn thiếu một góc nữa này. Thế thì cho cái gì đấy. Cột cái này một tí là xong ngay. Dễ ợt thôi. Quan trọng nhất là cái góc như con làm sao nó đẹp, lên bánh nó chuẩn. Ai mà có hoa tay hoặc là vẽ đẹp là làm bánh trưng rất là đẹp luôn. Nếu không thì bánh nó cũng gọi là tầm tạ thôi chứ kéo tay hay là thì nó đẹp. Mọi người đi đâu cứ vuông góc luôn, màn hình nó cứ mờ tịt rồi xuôi luôn thằng nào nó cũng cứ mờ bẹp. Người ơi, góc buồn. Bây giờ là lại lót thêm một cái lớp lá ở bên trong nữa nhỉ. Cắt một cái lá buông buông lên dưới. Hôm nay thì mọi người tụi mày mò nó kiểu như là mọi người nhìn sao mà góc nó không hở được. Còn cái này cũng chả ai bảo mọi người đâu. Xem qua video thì người ta cũng chỉ gọi là dẫn mọi người cách làm gập có thôi. Còn mọi người gập nó không bị hở không là do mọi người nhìn cái góc của nó không hở được mà thấy nó cứ được. Như là cái kéo này, cái là nó đi hết cả lá. Muốn lá cho nó ăn chắc và dày quá, chỉ sợ được lâu chín, sợ nhất cái giai đoạn này. Rồi, gạo đây, gạo mình đã chuẩn bị rồi. Quan đến các thứ nồi bên này nữa cơ. Ta dạng ra này dễ là lá để từ trưa rồi quần quen chỗ nào chắc được hai cái thì cả chắc
Xương hai cái. Rắn làm bằng mật cho nó. Làm bằng mật cho nó linh trí. Nhà có lấy nó dàn con gắt rồi. Ôi dồi, thế này chắc là cũng thiếu gạo mình ngâm kiểu này. Rồi cho đậu vào này, cho đậu lên nhé. Mọi người phải cho đậu vào trước này, gạo vào trước xong rồi đậu vào thứ hai thì nó mới ra được đó. Và thịt là cuối thứ ba là sau đó lại một lớp gạo là được dàn đều con góc ra. Làm này mình dễ ợt cái này. Móc ra lúc nó ăn vào mồm. Cho ít đậu ăn, ít đậu này cho ít đậu này. Ăn nhiều đậu này cho nhiều đậu này. Đồng mai nóng chè đây, cho mấy miếng thịt này. Đó, thịt phải có nhiều mỡ mà nạc. Đúng thì thử nghĩ là tiêu cho nó ngon. Mình cho ít vào. Mình thích ăn thịt. Mình dừa là ngon. Ôi giời, được một cái chứ. Mình vừa nói này chắc mai lại phải ngâm lại. Bất một cái trước. Nó phải vụ đầy thì nó mới đẹp. Gạo mà nó không đầy, nó không đẹp lắm thì là lâu chín. Lâu chín. Ăn thế này thôi. Mình lúc nó chín nó cũng phải nở. Nở phần của đá lên là vừa tầm dày rồi. Làm dày nó lâu chín nó mới nở ra. Nó nở ra căng quá nó bục. Ép cái này. Thì gom, gom làm sao mình chặt hai bên ép. Tay càng đẹp thì gom nó càng phẳng. Tay mà ngắn ngắn hoặc là cong cong quá là gói nó không đẹp đâu. Đẹp cái chân này ra mà có ít gạo nữa cho thêm gạo cho nó mẻ. Ít gạo. Làm hết hôm nay rồi thì mình làm. Làm hết hôm nay lại không có cái gì mà làm. Đỗ hơi nhiều được cả. Cho nó vừa đỗ cháo. Làm hết vừa lâu lại vừa mệt. Đỗ hơi là một tí vui vui. Copy cái gạo cho mình những tôm sẻ. Về về. Ăn được không đây? Ăn được đâu mà không thế này được rồi. Giảm đều. Giảm đều. Cắt thì cho nó thoát rồi hả? Làm đều.
mình không muốn là chẳng được ép nó là một cái dây nữa là bánh vừa tầm này lúc mà luộc lên là nó sẽ nở ra phồng tròn đều đều, không cần phải nhìn lúc sống luộc căng quá, cho nhiều quá căng quá chứ chắc vẫn là đẹp. Nhìn thì đẹp lúc đấy thôi, nhưng lúc mà luộc nó nở hạt dạng xấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
이거 잘 봐. 너 저번에 싫어했잖아 이거. 이거. 어. 왜 싫어했어? 왜? 매워? 매워? 매워. 이런 거 먹으면은. 야 봐봐. 이거 봐. 아, 너무 이렇게 많이 먹어요. 니는 안 남자이. 아니야. 약간 축가 축가 해야 된다. 완충. 오늘? 완충 쌓인 거 오히려 없어. 이거 그냥. 축가 축가 해야 돼. 뭐 이거 tin được không? 30 năm cuộc đời của em mà lần đầu tiên em gói bánh tại xứ sở Hàn Quốc nhá. Nhớ quê quán là lại phải lôi ra học gói bánh để nhớ về truyền thống bánh chưng của Việt Nam nhé. Nhớ về Tết hơn nhớ về quê hương thì mọi người thử gói bánh chưng bằng tay và tự gói cho mình. Vì em gói không được đẹp lắm ấy, là mọi người nhìn xấu xấu mình chê nha. Vì lần đầu tiên mình gói mà nên là nó cũng không thể đẹp nữa. Với cả mình cũng bận con nhỏ không có thời gian thì nó tỉnh mà con không thể nên là nó sẽ phải làm thôi. Đấy. Mình gói cả bánh trưng to lẫn bánh trưng nhỏ. Nhiều bánh trưng mình về Hàn Quốc mà mình gói bánh trưng nữa. Cái tiệm đầu tiên gói bánh nhưng nó càng nếp còn chưa được đẹp nên là cũng lại là trung thủ luộc. Chúng là cái chơi chơi thì người thế mà nó quên phải đây là bánh trưng luôn bằng đẹp ra phết đấy chứ bằng tay bánh bằng chín quân đâu các bạn nó lâu chín nhìn cũng lỡ cắt nếu mà mọi người thích thì mọi người sẽ nhìn mọi người sẽ dạy mọi người cách gói bánh trưng nhìn mâm bánh trưng thì đấy ngoài ra còn gói những cái bánh trưng mini này bánh trưng mini này không phải là nghề kinh doanh gì đâu lo bánh trưng mini này cũng rất là cute luôn, bảo dễ ăn. Em gói cả bánh không nhân này, bánh có nhân và bánh không có thịt. Nói chung là gói mỗi loại một ít đấy, cho nó dễ ăn. Với lại là nó đỡ ngấy. Mình không thích ăn nhiều đậu, thế nên là mình sẽ ăn ít đậu và mình cho ít đậu vào bánh trưng thôi. Thành công rồi sau ông có luộc lấy mà nó sống lên lại tiếp. Bánh trưng này thì mọi người bánh trưng thì mọi người nhỏ nhỏ cũng xinh nhé. Giống như cái lá ở màu xanh cho vào trong nhé. Và cái màu nhạt nhạt cho ra ngoài thì cái luộc nó sẽ xanh và bánh nó vẫn thừa đậu nên là cũng ngâm thịt. Thì về nguyên liệu thì to nên cho một ít lần đầu tiên ăn ít nóng thì nó đậm đà hơn và một ít hạt tiêu cho nó mọi thứ nó lên cho nó thơm. Còn về đậu biết thì anh cũng người tò mò em gặp thế là ngâm tiên đủ lượng đến nước tầm trong đời em ba một tiếng gì đấy 30 đồng chỉ gạo thì tùy từng loại gạo có loại cứng thì ngâm lâu hơn là nhiều tiếng qua đường tươi cũng khi nhỏ 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 dễ ăn nó không gì nó nhanh hết ngâm tầm 60 tiếng thì lên cháo nó khi mà mình luộc nó mềm ít đậu là mình không ngâm ngâm lâu thịt ngâm nhanh để rắn không chín ngủ lâu có thịt cúng ra nếu mà quê là đậu bằng củ thì còn ngồi còn trao lên trong xuống rồi là em đang cho các kiểu luôn em để dọc này cho nó dễ bốc hơi lên là về cái bánh này thì mình lại là loại bé nhá mình xinh mọi người khá là xinh trông nhỏ nhỏ xinh xinh ngày Tết trên đường sao đi luôn nhá mình đường bên Hà ngày Tết mà ăn thì trong cô ngay thì mình phải ngay là có không khí khi toàn ăn miến mới là Tết truyền thống nhất nấu canh gà
Chừng hay là kỹ lòng gà nước hoa những hộp lên chứ chưa nhiều rồi mọi người chừng ăn nữa là vui vui thì ăn buồn cái sáng lại là cái bụng không bột thì rất là thích em làm thêm món bánh của em muối lên thành nữa thì em làm xong rồi còn thừa một ít thì em lại ngâm thêm ít gạo nữa em gạo em cho ngâm một nồi ngâm một ít gạo này cho đủ lá rau thừa chục lá rồi vẫn làm thêm được mấy cái bánh mini nữa. Cái mini này một cái lá là làm được thì mình tính một cái lá là làm được một cái bánh dân con đấy. Nhưng là bữa mình không ăn này đây là bánh chưng co bánh chưng nhỏ đây này, bánh chưng nhỏ đây này đó. Thịt thì mọi người không nên lấy thịt nó nạc quá nhá mọi người nhá, nó chỉ có tí mỡ thì là khi mà mình luộc dừa lên đấy nó mềm bánh chưng ra thì cái thịt mỡ nó cũng tan chảy ra, cái nước mỡ nó là tan vào cái miếng bánh bé.